À, chào các bạn, mình là Đạt và hôm nay mình sẽ tiếp tục cái bài hướng dẫn lập trình về class. Thì hôm trước mình đã giới thiệu với các bạn về class. Class là gì? Class là một cái tập hợp các cả những cái hàm. Thì hôm nay mình sẽ cho các bạn thấy là class nó còn có khả năng là chứa cả biến nữa. Thì biến có nghĩa là những cái giá trị kiểu integer, kiểu string. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy lại cái lớp học lập trình. Sao cứ hay viết sai chỗ này hả? Rồi, thì bây giờ mình sẽ làm như thế này: public string name. Rồi, thì khi mà mình viết như thế này á, có nghĩa là mình có một cái kiểu dữ liệu là kiểu string. String hôm trước mình đã nói là đã chứa những cái câu á, câu hoặc là chuỗi gì đấy. Thì mình đặt lên name là tên. Thì mình đã kiểu nó là public, có nghĩa là kiểu chung là mọi người đều xài được. Thì mình sẽ sử dụng thế này đi. Bây giờ mình sẽ cho cái lớp học lập trình mình có một cái tên. Thì lớp học của mình là tên là lớp học lập trình xem cộng đi. Thì mình sẽ ghi là lớp học lập trình, đầu tiên ghi lớp học lập trình, và sau mình sẽ đặt một cái thực thể của nó là lớp học. Và cái lớp học này á, nó có cái tên của nó là lớp học lập trình xem cộng, lớp học lập trình xem cộng đi. Rồi bây giờ mình thử in ra cái lớp học lập trình thì nó rất là đơn giản, mình ghi thế này. Thì đây là cái cách để mà làm việc đúng không? Đây, mọi thứ đều có vẻ là ổn và mình sẽ chạy thử. Thì các bạn thấy nè, ở đây sau khi build xong nó sẽ là lớp học lập trình xem cộng. Thì cái cách này là một cách mà tất cả những cái người mà mới học lập trình đều làm cả, và kể cả mình lúc mà mình mới học lập trình xem cộng mình cũng làm y chang như thế này, và mình cảm thấy mình hạnh phúc với cách lập trình như thế này. Nhưng mà thực tế đó là cách này là không hề đúng tí nào cả, cái này là một cách lập trình sai. Ok, vẫn có một số trường hợp là người ta làm như thế này, nhưng mà nó chỉ là trường hợp rất là đặc biệt, và khi họ rất là hiểu về cái hướng đối tượng và lập trình với class rồi thì họ mới làm như thế này. Thì với những bạn mới học thì mình khuyên và có thể nói là nếu mà các bạn cái lập trình kiểu public như thế này thì cái kỹ năng lập trình của bạn sẽ không đi đến đâu cả. Bạn phải để nó là private đây. Và khi mình để private như thế này thì bạn thấy ở đây là nó đổi lên màu đỏ đúng không? Nghĩa là cái thằng này là nó ghi lại như thế này: member name này nè là inaccessible, không thể nào mà có thể tiếp cận được, không có thể nào mà sử dụng được ở đây. Thì tại vì sao? Thì giờ nó thành private rồi, nó thành riêng rồi. Riêng á là khi nào riêng là chỉ nội bộ những cái hàm nằm ở trong khu vực hai cái dấu ngoặc này này thì nó có thể dùng được cái biến name. Còn những cái nào dù cái hàm này hàm main đi, nó nằm ở ngoài cái hai dấu ngoặc của cái biến lớp học lập trình thì nó không thể nào sử dụng cái biến name này được. Kể cả là nó đang sử dụng cái thực thể là lớp học của cái thằng lớp học lập trình, nó cũng không thể sử dụng được. Thì đây là cái cách lập trình đúng đắn là mình phải làm thế này. Thì nếu mà mình để nó private thì làm sao mình xài được? Thì đây mình sẽ cho các bạn thấy làm sao mình sẽ xài được với cái lớp học lập trình và có cái biến name là private. Thì mình đã nói rồi, những cái biến nào mà nó là public, nó nằm ở bên trong hai cái dấu ngoặc này thì nó có thể sử dụng được cái biến name. Thì mình sẽ làm ra một cái kiểu như ăn gian đi. Thì mình sẽ làm hai cái biến, hai cái hàm. Thì hôm trước mình làm hàm void rồi, cái mình bạn có nhìn thấy hàm void có nghĩa đó là một cái hàm. Rồi mình viết luôn. Rồi lát nữa các bạn mình sẽ giải thích cho các bạn tại sao. Rồi phải rồi, cái dấu ngoặc này nè, các bạn có thể đặt ở đây cũng được, hoặc các bạn đặt ở đây cũng được, tùy tùy sở thích thôi. Thì hiện giờ thì mình đang thích là đặt phía trên, nhưng mà các bạn thích thì các bạn đặt ở phía dưới. Thì value đi, hoặc là cái ghi tên gì, mình đặt cái tên là tên gì vào. Thì cái name này mình sẽ bằng tên gì đó. Thì các bạn nhìn nè, khi mình để ra cái hàm là set name. Set name trong tiếng Anh nghĩa là đặt tên đi, các bạn nghĩ là đặt tên đi. Thì cái hàm set name này nó sẽ gán sẽ đẩy một cái biến gọi là tên gì. Hôm trước mình đã nói là như thế nào, một cái hàm có cái tham số đầu vào là tên biến là tên gì rồi đúng không? Rồi thì cái thằng tên gì này nè, mình chưa biết, hiện giờ mình chưa biết là cái gì hết, nhưng mà mình cứ đẩy vào thằng thằng name này. Thì đây là cách để mình đặt một cái tên cho cái lớp học lập trình. Thì bây giờ khi mà mình đặt một cái tên rồi thì mình phải có cách nào đó để mình lấy ra một cái tên. Thì mình sẽ làm một cái hàm khác, đó là hàm get name. Đó. Thì ngược với lại set thì đó là get, trong tiếng Anh là lấy cái tên ra. Thì bây giờ lấy cái tên thì mình không cần phải truyền vào cái gì cả, mình tại vì có sẵn cái tên bên trong rồi thì mình trả vào cái tên thôi. Rồi thì mình sẽ return cái tên. Hôm trước mình đã nói các bạn về cái kiểu return rồi đúng không? Return nó trả về một cái gì đấy. Thì bây giờ mình trả về cái name, nhưng mà ở đây nó trả về nó bảo là lỗi. Tại sao lỗi vậy? Tại nó nói là cái kiểu trả về là kiểu
string, tại vì cái name á là kiểu string, và trong khi mình để đây là void, sai rồi, không được, mình chuyển kiểu string. Hôm trước mình đã nói các bạn là nếu mà mình để kiểu int thì mình sẽ trả về một kiểu int, mà để kiểu string thì mình trả về kiểu string. Thì mình chạy thử. Ở đây thì tất cả mọi thứ đều ổn rồi, thằng này là public, thì thằng public này hoàn toàn có thể sử dụng được cái thằng private này, tại vì nó nằm bên trong hai dấu ngoặc này. Đó. Rồi thì bây giờ ở bên ngoài á, thì so với ở bên ngoài chỗ hàm main này đi, thì chỗ lớp học này thì mình hoàn toàn sử dụng được hàm setName và hàm getName này, tại vì cái hàm mà setName và getName này đang là hàm public. Thì mình thử xài thử ha. Rồi mình lấy lớp học chấm setName, mình đặt là lớp học lập trình C cộng cộng. Rồi xong bây giờ mình sẽ in ra cái lớp học lập trình C cộng cộng bằng cách chọn này và mình getName. Rồi à, đồng thời mình cũng xuống hàng luôn. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy thử ha. Đây. Thì nó sẽ ra lớp học lập trình C cộng và không hề có lỗi gì cả. Các bạn có thấy là đây là một cách làm việc nó có dài hơn cách cũ đúng không? Cái cũ mình chỉ để cái này là public thôi rồi mình sẽ làm bình thường, còn cách này thì mình phải làm get name rồi set name này kia. Thì trong bài sau mình sẽ hướng dẫn, mình sẽ giải thích cho các bạn tại sao mình phải làm như thế này. Và với cách làm như thế này thì các bạn mới có thể đi ra ngoài, đi làm việc được, và người ta có thể tuyển dụng các bạn vào công ty được. Rồi, cảm ơn các bạn nha.